Xin chào các bác nhá. Lại một năm chuẩn bị kết thúc, bắt đầu năm 2023. Những vườn đào Tết, mọi nhà đào đang bịt gốc này. Những cái cây bịt gốc này họ sang năm sẽ chơi nhá, họ đang ghép mắt. Còn những cây gia lụ này thì đây là mình đang ở vườn đào. Khi mà ai mua thì chọn gốc nào người ta sẽ bứng gốc ý nhá. Đấy, mình thấy gốc này cũng đẹp này, cũng nụ nhiều, gốc này nụ nhiều. Nếu mà thời tiết nắng thì từ ăn Tết này sẽ chơi, nếu mà thời tiết lạnh thì mình lấy nước ấm mình tưới, chịu khó tưới hoa bung ra ngay. Đây, còn bên này thì những gốc đào này thì họ đang ghép mắt, họ đang ghép mắt thì sang năm mới chơi được nhé. Đây, những cái mắt họ ghép đây. Để tiệu nữa mình gặp chủ vườn mình hỏi xem là năm nay tình hình giá đào có rẻ hơn năm ngoái không, vì năm nay tình hình kinh tế khó khăn nhỉ, ai thấy kêu không có tiền. Ở chỗ mình đứng đây là xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Ở đây thì phía kia là khu nghiệp Quang Minh này. Đó, khu nghiệp Quang Minh. Cái này cũng được này. Cắt hết nhỉ, bấm cái đầu bấm ấy. Bấm bắt đầu á? Ừ, kiểu đó. dài quá ấy, dài ấy, người ta bấm ấy. Đó, đây có bấm, không? Đây này, nhìn cái này chưa? Bấm chưa? Bẻ chứ, cái này bẻ chứ. Bẻ cho nó cân tán, nó không nèo nghèo quá ấy. Cây này là Tết sai đấy, sai hoa đấy, nếu mà ra, nếu mà nắng ấm là bung đấy. Thôi, cây này không ăn thua rồi. Nụ như kiểu héo hết nhỉ, nụ sầu hết rồi. Chết, nó bị đặt cành này. Một nhánh này là, một nhánh này hỏng rồi này. Nhánh này thì còn được này, bên này nụ đen hết rồi này. Nụ đen hết. Ôi, năm nay đào sao này, là những cái chậu này là người ta nuôi để mà sang năm người ta bán đúng không? Mới chăm mắt đâm ra cứ kiểu quân chiếu này, năm nào cũng có đào mới, cứ năm nay loạt này bứng bán đi thì người ta lại gây một đoạn mới. Đào thì bung hết rồi. Hôm nay 10 mấy? 13 à? 13, đây này. Mọi người này, những cái hố này này, có những cái hố này là người ta mua rồi nhá. Khách mua người ta bứng mang đi rồi thì nó sẽ chơi những cái hố này ở lại. Còn đây nó đào thế như kiểu dưới dáng trực thì bung hết hoa hôm nay. Đây là đào dáng không. Năm nay, hôm nay 13 rồi mà đã bung hết rồi. Nhá, kia số điện thoại kìa, mọi người có nhu cầu mua đào thì alo cái số kia nhá, đến tận vườn luôn, mua giá tại gốc luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, vườn này bán được 9 gốc rồi, còn 2 4 5 10 15 gốc nữa, mà hôm nay 13 rồi. Các cây đào kiểu thế, kiểu giống cái cây thông này thì mình sẽ chơi một mùa đấy nhá. Mình mua mình chơi được một Tết thôi. Thì cây này nếu mà về mình không biết chăm thì nó tự chết thôi. Thường thường mình mua thì các cái gốc này, các cái thân cây này như này, mình chỉ cho mọi người này. Đây, nếu mà mình mua về chơi, khách về chơi thì sau Tết thì nó sùi hết nhựa ra, sầu hết, cây tự chết. Đấy, còn mọi người muốn chơi bền, đào bền thì mọi người chơi đào thế. Đây, ví dụ mình chỉ là bên này những cây đào thế này, cái gốc nó rất là già rồi. Đó, thì mình có thể mình mua
mua của nhà vườn cho mình chơi đến 20 Tết, 20 tháng Giêng thì mình lại điện chủ vườn, mình thuê người ta chăm sóc. Người ta lại mang cái gốc cây của mình mua về người ta chăm ở vườn. Thì sang năm nó ra hoa thì mình lại bứng về mình chơi, thì họ sẽ tính công chăm sóc một năm đó, ví dụ là tầm 1 triệu chẳng hạn, thì mình sẽ trả họ 1 triệu, mình lại mang cây mình về chơi. Hoặc là ở đây có một số nhà vườn họ cũng cho mình thuê đào, mình sẽ thuê 1 tháng. Đây có những cây đào thế này, cổ thụ này, rất là to, người ta đang gây, đang ghép mắt này. Cái này tầm sang năm là chơi được thôi, sang năm các cái mắt để bọc đây, mọi người nhìn thấy các cái mắt người ta ghép đây đó, các mắt ghép người ta ghép xong người ta sang năm người ta thích cành nào người ta để, cành nào không thích, không hợp phong thủy, không hợp dáng thì người ta sẽ cắt đi. Trung bình mỗi cái gốc này người ta sẽ ghép tầm 5-6 mắt. Rồi, mỗi cái gốc này người ta ghép 5-6 mắt. 5-6 mắt thì sau này người ta chỉ để độ 3 mắt thôi, 3 hoặc 4 mắt thôi. Cái này cũng đẹp này. Cái này cũng đẹp này. Cái này bung một phần rồi. Cái này đây mình làm được tiền. Đấy nhá, các xe hoặc là các thương lái họ đến đây để họ mua đào về họ bán này, đánh ô tô đến mua này, cả xe cẩu Sơn Lâm này, rồi đào ở đây sẽ đi các tỉnh, hầu như các tỉnh có một số nhà vườn họ bán đào vào tận trong miền Nam, trong Sài Gòn này. Nói chung năm nay đào là hơi xấu nhỉ. Này, cây này cũng đẹp này, mọi người này. Nhưng mà nói chung là anh em mình đi xem là không hơi sớm mọi người. Hôm nay mới 13, nếu tầm ngoài 20, tầm 20, 22 đi xem mới nhộn nhịp. Trong này hết ngọn này nó lại chở chỗ khác rồi. Đúng rồi. Chứ không phải còn mấy chỗ này đâu. Còn vừa ở trong cái đấy. Đấy, mọi người nhá. Những cái vườn ở ngoài mặt đường này thì gọi như hiểu cái chỗ để họ trưng bày đào thôi. Đấy, khi mà bạn mua một gốc này, người ta bứng gốc này đi bán cho bạn. Ở trong vườn trong một khu kia có một toàn khu đào, người ta bứng ở trong vườn trong người ta ra này trồng đúng ở chỗ này. Đấy, đâm mà lúc nào ở vườn ngoài này cũng đầy đào. Cứ bạn mua một cây đi, người ta lại mang cho khác một cây đến, người ta trồng thế vào đấy. Kìa. Nhà vườn người ta đang ghép đào kìa, phủ chăn này, giữ ẩm luôn đấy. Đó, zoom này, ghép đào đấy. Đào canh. Có một số họ trồng đào cành, họ bán theo kiểu cành thì mình cắm vào chỗ bàn thờ đây. Đẹp nhỉ, đẹp tầm tấp. Đây là đào cành nhé. Đào này họ dùng để, cái cây đào này dùng để trồng ở lấy cành. Sao nhiều đào trồng ghép ấy nhỉ? Mình thử vào nhà vườn này xem có cây nào đẹp không? Đào năm nay kiểu hoa kiểu không sai nhỉ? Nè. Tết Nam cây này mà cắm chỗ bàn thờ nó hết sảy này. Trông này khi họ cắt cái dây đỏ kia nó lở xòe to lắm, đẹp lắm.